Các bạn thân mến, hôm nay là mời các bạn đến xem vườn lan khá là tuyệt vời. Các bạn thấy những cái bụi này thân rất là nhiều. Nhưng quan trọng mấy cây đây là do cái quay nó cũng không được chuẩn lắm. Đấy các bạn nhìn nó dài tít kìa. Rất mấy. Riêng cây đây là các bạn nhìn so với ngón tay này. Lá rất dày. Thì tôi cũng chưa có đủ thời gian để tôi hỏi nó những cây về dòng gì nhưng mà các bạn thấy không? Thân của nó so với ngón tay cái này. Lá rất dày. Cao tít trên này. Nhìn như kiểu cao cao trên cửa sổ. Đấy, tôi zoom lên ngọn này các bạn xem. Khi rảnh rảnh đi ghé thăm vườn lan của anh em người ta trồng mình thấy cây nó to quá mà tôi trồng thì không được như này. Và đây chỗ thằng em này nó trồng cũng rất nhiều kiếm, các loại kiếm đấy, nhưng mà các bạn thấy một cái cây này là rất là đã này, dài tít kia. Cây này phải uốn uốn xuống đây, uốn xuống đây này cho đầu nó lên lên đây. Đấy còn đây là những cái giò đây nó chăm khá là tuyệt vời. Đấy để em nó nhặt xuống. Úi giời trông thật đã. Còn cái giò bên này thì nó to quá, tôi chỉ quay lướt thế này thôi, còn quay cho các bạn xem cái giò này thì đây các bạn nhìn đầu tôi đây. Tôi Tôi 1m cao 70 mà 1m74. bây giờ Nó cao hơn tôi một ít. Nhưng các bạn nhìn tôi quay thân lá thật đã. ai mua bán luôn. Các bạn thấy không? Cây tuyệt vời. Cái thân này phải uốn xuống đây nó vòng lên thì nó dài quá. Cây này là của vùng nào? Vùng Hòa Bình à, sưu tầm tận Hòa Bình vào đây à? Ừ, đây là ở thành phố Kon Tum nhưng mà đây cây này nó sưu tầm ở Hòa Bình vào đây nhưng mà chăm các bạn thấy kỹ thuật chăm tuyệt vời. Còn đây các cái kiếm gì thì rất nhiều loại kiếm nhưng mà tôi chưa hỏi. Đấy các bạn là chăm kiếm rất Vườn tuyệt vời. kiếm Các loại kiếm này. bao giờ có hoa ấy, quay từng giây có hoa ấy. Cây này là cây gì nhỉ? Thiên Nga hay là cái gì cắt? À vũ vũ nữ. Vũ nữ à. Khiếp thật đấy. Hoàng hậu. Đây các bạn cây đây thì cũng rất là to. Thân của nó đây các bạn so ngón tay này. Phía trên nó còn to hơn. Đấy thì tôi cũng chỉ quay các bạn cao tít trên mái này. Cây chắc cũng phải 1m8. Thì nhiều khi đi đâu thấy người ta trồng các loại loan lan thì mình cứ quay. Còn đây là cái gì lan vũ nữ hoàng hậu. Hoàng hậu này thì như đợt Gia Lai tôi quay cây còn to hơn cây này nhưng mà thế này cũng là to rồi. Đợt cây kia bằng bàn tay xòe nhưng cây này đang phát triển. Còn giả hạc một số cái thì đấy các bạn thấy nó chăm rất đấy. Như cây đây cũng thế này. Thân trên này rất to này các bạn nhìn. Còn kiếm, quan trọng là kiếm. Kiếm gì? Phan Chí à? Đấy kiếm Phan Chí này. À đây sưu tầm cũng rất nhiều loại kiếm này. Đấy các loại kiếm cũng rất là nhiều. Giả hạc thì cũng là rất nhiều. Còn đây là đây châu cây này đã chưa? 2 4 6 8. Các bạn thấy đai châu này cũng đã rẽ to như ngón tay. Còn đây là ươm, đây là ươm hoa gì đây? Hoa trầm, à kèn. Các loại kiếm. Thanh niên này sưu tầm cả kiếm nữa, giả hạc. Kiếm. Đấy nó cũng rất nhiều loại kiếm các bạn thấy thì
Bữa nào nở hoa thì mấy hai là thi thoảng rảnh rảnh, dạo này nó hết mưa bão thì tôi hay đi quay một số vườn lan ở trước mắt là cứ quay ở Kon Tum, Gia Lai, nhiều vườn rất là tuyệt vời. Cây này lá rích rắc hết nhỉ, cây này lá rích rắc hết này các bạn này. Đấy các bạn nhìn những cây lên tít gần 2 mét. Thì quá trình quay thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Đấy các bạn nhìn cái thân quay cây này từ phía bên này các bạn mới nhìn thấy so với ngón tay cái này. Đấy, rất là to. Các loại cây trên này là toàn cái cát này ra đấy, phía trên là cát này ra đai châu, đơn giản mà hàng khủng. Gọi là vườn đơn giản mà hàng khủng. Siêu tầm đây này, cái này là đo là 5 sen này, cái lá này này. Còn 1 con, 2 con, 3 con, 4 con đến nhà. 4 thân này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Nhà làm được cơ bản này. Các bạn đến thăm vườn lan của làng ấy thì nó tôi quay mấy cây do thì nó là bảo nó kỷ niệm cái này. Gọi là ám. Nó ghi vào đây cái phiếu này ám địch quả. À đây là tích kỳ từ tháng 6 năm 20. Thì các bạn nào quan tâm thì tôi sẽ nhỏ một phát cái gì đây không biết, để cho nó ra hoa tôi xem. Cái này được 30 cm rồi. Mình về mình chăm theo chế độ đặc biệt. Đấy các bạn, thì cái này một là nó sẽ ra hoa, hai ra kỳ. Rồi tôi xem là hoa nó như thế nào. Cô cháu một ám địch quả. Đấy. Như vườn của nó, nhưng nó hơi thiếu nắng nên thân nó nhìn nó không được cây nó không, nhìn như việc kiểu thiếu nắng. Rồi các bạn nào quan tâm thì sẽ theo dõi tôi chăm cái cây này. Tôi bây giờ đang học hỏi, đang thử nghiệm trên các cái cây hàng rừng. Nhưng mà đây nó cho cái phân vụn này nhiều khi là nó hỏng mất rễ. Thì về tôi sẽ xử lý. Thì các bạn theo dõi tôi sẽ xử lý cái này. Bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi tiếp theo. Đấy, video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.